Duy up bài tập về nhà lên trên Facebook chưa? Alo Duy. Dạ. Tiến cam xuống cho cô nè. Vâng. Up bài lên trên Facebook chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Mới up hả? Mới up. Ở đâu? Up từ tối hôm qua rồi cô. Có hashtag không cho cô tìm không ra? Dạ có. 9 à dấu thăng 9E1 Phạm Vũ Duy cô. Mẹ ơi, mẹ đưa con cái điện thoại để con xem cái này. Có cô chưa thấy, để em xem lại coi. Có hôm qua là 18 đúng không? 18 không có. Để em xem lại, để em có up ở đâu không nào. Không. Để... Cô đợi em chút để em xem lại. Chưa post lên đúng không?
Cái gì cô? Là Duy chưa up lên đúng không? Up lên up, chưa nào? Up rồi cô. Là up rồi, thầy mới duyệt hay sao á cô? À ok. Em tìm được rồi cô. Ok, để cô qua xem nào. Ok, thấy rồi nha. Ờ, để đợi cho cô 3 phút cô xem nha. Trong lúc đó thì chuẩn bị cái phần closer look phần bài 1 cho cô. Được rồi, được rồi. Có biết làm không? Dạ biết, sơ 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 sơ. Ok, rồi nói đi rồi lát cô sửa nha, 4 phút đi. 4 phút nha. Được rồi. Ok. Đây mấy bên khăn giấy cho chú đi. Năm bật đi. Năm bên khăn giấy đấy. Đúng tốt quá. Chơi xong cái bỏ không phải luôn. Mua hai ba lóc cái bỏ quên phải luôn. Đây,
đây đã, cái đi mà này thích đất đi không nhỉ? Xong chưa nào? Dạ rồi ạ. Chưa Duy? Dạ rồi. Ok, bây giờ cô sửa cái bài đọc trước ha. Bài đọc phát âm sai rất nhiều. Dạ. Bài đọc phát âm sai rất nhiều và phát âm sai những cái từ mà cô nói đi nói lại luôn. Rồi bây giờ có những cái từ sau đây. Fabulous, đọc lại nha. Fabulous. 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 Ồ, đọc lẹ lên. Fabulous. Fabulous. Ừ, đúng. Rồi, ancient. 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 Cái từ ancient. Cổ. Ừ, sao mà đọc ancient trong bài vậy? Ancient. Ancient, ok. Ancient. Rồi, yeah. Cái số 30 đọc là gì? 13. À, 13. Ừ, mà trong bài đọc 13. Ủa? Rồi, weather chứ phải là weather hay là hình ấy là weather gì đó. Nói chung là weather, thời tiết, weather. Đọc lại cho cô nào. Weather. Ừ, weather. Warm. Yeah. Warm. Small. 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 Small, okay. Small. Comfortable. 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 Mm, comfortable. Rồi, helpful. 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 Mm, helpful. Street life. Street life. Street life. Street life. Mm. Fascinating. Fascinating. Mm. Historic. Historic. Temples. Temple. Bridges. 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 Bridge. Bridge. Cái cầu. Bridges. Bridges. Souvenirs. Souvenir. Crafts. Crafts. Cái âm tê cuối đâu nào? Crab. Crab. Delicious. Delicious. Affordable. Affordable. Wish. Wish. With. With. Ờ, rồi bây giờ mở ra cho cô cái đoạn đó, đọc lại cho cô thêm lần nữa đi. Đi ốc ghi đó. Đi ốc ghi. Gonna the ugly we're having we're it we're having a fabulous time here in Hội An. You know it's an ancient town 30 km from Đà Nẵng. The weather. Weather. The weather. The weather is very warm and sunny. Our hotel is small but comfortable. 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 Comfortable.
The staff are friendly and helpful. Tiếp bên nè. We've seen most of gì vậy cô? We've seen most of the signs. The signs of the town. Of the town, street life here, fascinating. We spend lot of time wandering around and looking at the historic historic. Hoặc là history, đọc cho nó cái âm hai nó nặng hơn một chút xíu là được, chứ không có cần historic. 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 Rồi tiếp. Temples. Là bride and house with also about a lot of local souvenirs, crafts and clothing. Well, the street food in Hội An is ngon. Đọc sao rồi cô? The street food in Hội An is delicious. It's delicious and affordable. I wish you could be here with you. Anyway, I hope things are good with you. Lots of love, Jack. Yeah. Nhớ nha. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta qua sửa phần closer. Look one, closer. Look hai, phần number one. Rồi đọc đáp án cho cô nghe nào. Dạ, cô là một F. Đọc đi, cứ đọc hết đi. Một F, 2D, 3 E, 4 H, 5 G, 6 A, 7 C, 8 B. Rồi bây giờ đọc tiếng Anh. Không có F, S, D, F, D. 1 F, 2 D. F, D, E, H, G, A, C, P. Ừ. Rồi đáp án đúng rồi. Rồi dịch cho cô nghe. Duy còn nhớ cái ngữ pháp as không? Của cái câu 1 á. It's not as simple as it looks. Có nhớ cái ngữ pháp của cái bài đó không? Dạ. Nhớ cô. Nhớ mà có cần cô dạy lại không? As soon as hay là as đúng không cô? As là so sánh bằng. Dạ. Chứ thì cô dạy lại luôn. Dạ tôi chắc không đâu. Em nhớ. Nhớ hả? Dạ. Nhớ đúng không? Nhớ ok.
Rồi, dịch cho cô câu đầu tiên nè. Nó không phải, nó không phải như à, nó không phải như vẻ ngoài của nó. Symbol là gì nào? Symbol là đơn giản. Ừ, rồi dịch câu đó lại cho cô nè. Nó không phải đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, như vẻ ngoài của nó. Ừ, có thể dịch là nó không đơn giản như như as it look, là như vẻ bề ngoài cũng đúng, hoặc là như khi nhìn nó. Nhưng mà như vẻ bề ngoài nó sẽ hay hơn. Ok. Rồi tiếp. À, tòa nhà chọc trời. Tòa nhà chọc trời là những tòa nhà, là trong số những tòa nhà cao nhất thế giới. Kỳ thi là kỳ thi khó hơn tôi mong đợi. Expected. Ở đây thì nếu mà để dịch đúng hơn, tự nhiên là ý là không khó hơn tôi mong đợi, thì nó cũng hơi, nó cũng hơi cứng cái chữ mong đợi xíu. Chúng ta có thể nói là kỳ thi khó hơn tôi nghĩ, tôi tưởng. Yeah. Mặc dù expect là mong đợi, nhưng mà khi mà dịch ra tiếng Việt thì nó hơi cứng xíu. Tôi nghĩ, tôi tưởng thì sẽ hay hơn. Yeah. Rồi tiếp. Không sai nha, duy dịch không sai, chỉ là nó đời thường hơn xíu thì nên dùng những cái từ đó. Nó nghe không hay hơn. À, cuộc sống trong quá... kéo cái cam xuống cho cô này. Không có thấy cái mặt. Rồi. Cuộc sống trong quá khứ là... Cuộc sống trong quá khứ ít thoải mái hơn bây giờ. Ừ, rồi tiếp. Ít thoải mái hơn lúc này. Yeah. Thành phố Mexico lớn hơn rất nhiều Rome. 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 Dạ, thành phố Rome. Mexico lớn hơn Rome rất nhiều. Rồi, ok, tiếp. Dạ. Những đứa trẻ đang lớn nhanh hơn bao giờ hết. Ừ. Tiếp, đang không lớn hơn. Không có gì tệ hơn khi bị kẹt đường. Khi bị kẹt đường hả? Dịch cho nó dễ không sai nha, nhưng mà nó hơi không được hoa mỹ. Muốn dịch cho nó hoa mỹ thì chúng ta nên dịch là không có gì tồi tệ hơn là bị mắc kẹt trong làn tắc nghẽn giao thông. Dạ. Ok chưa? Đó là cái cách dịch cho nó hoa mỹ. Ok, rồi tiếp cô cuối. Dạ cô là những tấm thẻ vui nhộn này sẽ khiến encourage là gì nào? Encourage là gì? Học từ này chưa? Chưa cô ơi, đã chưa. Rồi ghi vô nha, là verb. Verb. Khuyến khích, cổ vũ, động viên. Đã. Ok. Khuyến khích. Là ủng hộ luôn. Thế thì liên quan gì đến để đánh vần tốt hơn cô? Thì cái câu số 8 này là câu cuối nên em chọn câu B. Nhưng mà câu B em ra là để đánh vần tốt. Những tấm thẻ thú vị này sẽ khuyến khích trẻ em đánh vần tốt hơn. Có nghĩa là nó sẽ có những cái tấm card mà nó Duy biết cái quyển mà não 1000 từ không? Dạ, 1500 mà cô. Hát não 1500 từ.
Ừ thì đấy, trong cái quảng cáo nó có những cái phần lái ở dưới. Đấy. Ừ thì có thể là những cái tấm khởi thì nó sẽ giống như vậy. Thì những cái tấm khởi thú vị này sẽ giúp chị em đánh vần tốt hơn. Dạ. Ừ. Rồi. Tiếp tiếp qua bài 2, ok, làm tốt. Bài 2. Ủa bài 2 nào? Đây. Complete the text with the most suitable form of adjectives in the brackets at the where necessary. Ok, Duy đọc, Duy có hiểu bài này phải làm gì không nào? Dạ. À, hoàn thành đoạn văn với dạng thích của các từ tính từ trong ngoặc. Thêm the nếu cần. Ok. Rồi, bây giờ làm chưa? Đã rồi. Rồi hả, là cô sửa luôn đúng không? Không cần thời gian làm bài nữa đúng không? Cô cho em thời gian xem lại câu cuối. Này câu. Thời gian đúng không? Vậy là bao nhiêu thời gian là đủ? 2 phút. 2 phút, ok, 2 phút nha. Dạ vâng. Chưa nào? Rồi, không? Rồi, đọc đáp án cho con nghe. Dạ thưa cô, là the largest. Largest. The largest. Đi đi, cứ đọc hết đi. Dạ thưa cô, là smaller, the most. The most popular. Tiếp đi nào. Wider. The cái từ này mới đọc sao cô? Dirtiest. Cleaner, the best, the most exciting. Rồi giải thích cho cô nghe tại sao lại có những cái đáp án đó nào. Dạ thưa cô, à, có the ở đằng trước
là có cái từ giải thích theo đúng trình tự cho cô là từ câu 1 luôn, là lý do tại sao lại làm là như vậy. Cô là nó có từ off. Ừ, có từ off thì sao? Thì ở đây phải là từ one off mới đúng. À, one off. Ừ. Còn từ số 2 là cái từ của cô viết một tờ thì nó có tính từ đằng sau luôn không cô? Là sao? Là ví dụ như em viết cái từ một từ khác nhưng mà em lại chọn cái câu đằng sau, là tại vì sao em chọn cái, em lại viết cái câu này thì em bảo là em sẽ chọn cái từ đằng sau không cô? Không, không hiểu, lại đi nào. Ví dụ như từ smaller. Sao smaller sao? Dạ. Để em xem lại. Từ đem. Từ đen đó cô. Từ than. Đan. Đan đúng rồi. Rồi tiếp. Đấy cô, từ số 3 là tại sao cái từ số 3 ghi lại làm gì? Dạ vâng, em đang suy nghĩ lại. Có phải là từ từ bớt đâu cô? Sai rồi. Hoặc là từ bye. Không có từ nào ở trong đó hết. What? Lý do tại sao? Tại vì á là không có từ nào đằng sau nó có là so sánh hơn hết. Ý là nó không có chữ đen đằng sau. Không có chữ đen thì nó chỉ là the most thôi. Nó chỉ là best thôi. Thì ở đây nó sẽ được là the most popular. Dạ, vâng. Ví dụ như câu tiếp theo là clean. Thì đằng sau nó có chữ đen. Thì là cleaner than. Rồi tiếp từ là... Dạ vâng. Tiếp đi. Tiếp câu số 7 là the best. Tại sao lại là the best? Tại vì đầu tiên là some of. Restaurant. Với lại cái thứ hai nữa là đằng sau nó không có chữ đen. Dạ. Nó không có chữ đen cho nên là đấy ông này tâm mẹ ơi. Dạ. Rồi câu cuối cùng là the most exciting. Thì lý do tại sao lại là the most exciting nè? Nó không có từ so sánh nào nên chỉ viết lại là the most exciting. Ừ, rồi bây giờ dịch cho cô đoạn văn này nè. Mai mốt chuẩn bị bài ở nhà là chuẩn bị bài luôn, bài dịch nha. Cô mai mốt sẽ kêu dịch hoài luôn đó. Cái này the largest là nghĩa là gì vậy? The largest. Tại sao lại có cái large là gì nè? Large là gì? Large là gì? Lớn là tính từ, đây là lớn, very nhất. Big luôn, lớn. The largest là lớn nhất, nhưng mà large là lớn, là rất lớn, to lớn. Rồi dịch nào? London là một
là một thành phố lớn trên thế giới. Ở đây sai. One of the largest cities in the world. One of the largest cities. Là sao? Là nghĩa là một trong những thành phố lớn nhất rồi cô. Ừ. London là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới. Rồi tiếp câu thứ hai. Cư dân thành phố ít hơn Tokyo. Ít hơn Tokyo hay Shanghai là gì cô? Thượng Hải. Dạ, ít hơn Thượng Hải. Rồi câu đó, a lot smaller là sao? A lot, nó có chữ a lot đằng trước mà, thì nó là cái gì nhỏ hơn? Ờ, nó nó là một nhiều không? Ừ. Nó cư dân thành phố ít hơn nhiều so với Tokyo hay Thượng Hải. Rồi dịch tiếp đi nha. Nhưng nó là điểm thu hút destination, nghĩa là gì cô? Destination là điểm đến. Nó là một điểm đến thu hút. Nhưng nó là một điểm đến thu hút. Khách du lịch nổi tiếng hơn cả nó là điểm đến thu hút khách du lịch nổi tiếng hơn cả. Rồi. Ok. Rồi. Yeah. Tiếp câu tiếp theo. London là probably là sao, nghĩa là gì hả? Cái từ is properly. Dạ. Properly. Dạ. Nghĩa gì vậy cô? Có cái từ đó nào? Properly. Properly là trạng từ, là có lẽ, chắc hẳn, chắc là. London có lẽ là nổi tiếng. London có lẽ nổi tiếng bởi những
Viện bảo tàng. Gallery nhớ gì? Gallery là phòng triển lãm. Phòng triển lãm, cung điện. Đó là cung điện đúng không cô? Ừ. Và những cảnh đẹp. Và những cảnh đẹp. Nhưng nó cũng phân biệt chủng tộc. Một loại hình. Một loại hình văn hóa của nhiều người. Loại hình văn hóa. Rán cơ nghĩa gì vậy cô? Cái gì? Cái từ cái bên chữ wider. Wider. Rộng. Lớn nhiều. Rồi bây giờ cô sẽ dịch lại câu này ha. London chắc hẳn nổi tiếng bởi những viện bảo tàng, phòng triển lãm, cung điện và những cảnh đẹp khác. Nhưng nó cũng bao gồm nhiều chủng tộc. Wide range of peoples có nghĩa là kiểu nhiều chủng tộc. Cultures. Cái chữ mà wide range ở đây á, thì nó giống như là nó bao gồm cho cả những cái danh từ đi đằng sau của nó luôn. Thì ở đây cô sẽ dịch là hầu như cái gì? Nhưng nó bao gồm nhiều chủng tộc, loại hình văn hóa và tôn giáo hơn nhiều nơi khác. Ok chưa? Dạ. Rồi dịch tiếp đi. Chú và đâu? Mọi người mọi người đã người đã nói ra rằng nó là thành phố dơ nhất nhưng bây giờ nó đã sạch hơn nhiều. Rồi, bây giờ cô sẽ dịch lại câu này. Người ta từng nói rằng bởi vì people used to là việc đã làm trong quá khứ rồi mà bây giờ không còn làm nữa. Thì people used to say that it was the dirtiest city too, but it is now much cleaner than it was. Thì là người ta đã từng nói rằng đó cũng là thành phố bẩn nhất, nhưng ngày nay thì nó đã sạch hơn trước nhiều. Là cleaner than it was, sạch hơn trước nhiều. Rồi, tiếp nào.
to the cái từ cái bên chữ đờ cô nghĩa gì vậy? Cái từ kế bên chữ đờ surprise có nghĩa là bất ngờ. Nhiều người sẽ bất ngờ, nhiều người sẽ bất ngờ nó. Nó nó đã có các nhà hàng tốt nhất. Aerobi là cái bên chữ chu á cô. Ở đâu? Cái bên chữ in á cô. Europe, châu Âu. Nhiều nhà hàng tốt nhất ở châu Âu. Nhiều nhà hàng tốt nhất ở châu Âu. Rồi, câu này cô sẽ dịch là đáng ngạc nhiên với nhiều người. Bây giờ nó có nhiều nhà hàng tốt nhất ở châu Âu. Hoặc có thể dịch là nhiều người chắc hẳn sẽ bất ngờ. Bây giờ nó cũng có, đã có các nhà hàng tốt nhất ở châu Âu. Yeah. Rồi, tiếp. Một số người, nhiều người, một số người. Một số người làm London, làm London thú vị, làm London thành phố thú vị ở châu Âu. Rồi câu này cô sẽ dịch là đối với một số người điều này làm cho London trở thành thành phố thú vị nhất ở châu Âu. Ok. Yeah. Rồi chúng ta sẽ qua tới bài tiếp theo là look at the conversation in getting started again and find an underlying phrasal verbs. Remember, in addition to learning meanings of phrasal verb, we need to know whether the verb and the particles have to stay together or they can be separate. À, thì ở trong mấy cái phrasal verb này á, nó sẽ có là ví dụ như là set off, cụm động từ nha. Phrasal verb là cụm động từ, nó sẽ giống như là set off, look forward to, put up with, hoặc là những cái từ mà nó có thể tách ra, ví dụ là put something on, turn something, somebody down, kiểu vậy. Rồi, bây giờ qua lại cái phần getting started. Getting started là phần này. Gạch chân cho cô những cụm động từ. Biết cụm động từ là gì rồi đúng không? Dạ. Gạch chân. Tìm và gạch chân cho cô những cụm động từ. Rồi, cô sẽ cho 10 phút luôn. Nhiều nha. Làm cho đàng hoàng, cho 10 phút luôn. Gạch chân cụm động từ xong, cho cô cái nghĩa của cái cụm động từ đó. Cô sẽ lấy ví dụ, ở trong bài này nó có một cái chữ, cô nhớ, cô xí nè. Nó có một cái cụm như ở đầu nè, getting over là một cụm động từ. Ok chưa? Ở đâu thì cái câu này, cái từ này nè, getting over, nhưng mà đúng của nó là get over là cụm động từ. Cụm động từ ở đây ví dụ như cô kêu là nó là vượt qua, get over. Cô phải giải thích được cái nghĩa, cô phải là bây giờ Duy phải tìm được cho cô cái cụm động từ đó có trong bài này và cho cô được cái nghĩa luôn. Cô sẽ cho 10 phút. Ok chưa? Vừa tìm vừa cho cô cái nghĩa. Bây giờ là 27 đúng không? 37 cô sẽ quay lại. Ok. Yeah.
Ok, bắt đầu. Hôm nay là tôi phải lên nhà bác Minh. Bác Minh của nhà. Đưa đây. Đưa ghế đây. Đưa ghế đây. Cảm ơn bác Minh của nhà.
Học xong rồi à? Xong mà nó in tâm lại đại. Thế à, cô đang dạy kia. Đang làm bài. Bố sao bắt vừa nhiều long bố? Kỳ gì là buồn thế, không kỳ gì là buồn thế. Nghịch ngu. Cái bàn này, đây này. Chốt hồng trần
Thế nào xong chưa? Xong chưa nào? Đọc rồi cô ạ. Ổn không? Ổn không? Dạ. Chắc ổn. Ủa, nãy giờ cô tắt mic mà cô không biết. Dạ. Đọc đi, à, mấy cái từ mà Duy nghĩ nó là cụm động từ. Và nói luôn cho cô cái nghĩa của nó luôn. Tổng cộng là mấy từ trước nè? Để cho cô đem đến. 1 2 3 3 từ đúng không? 4 5 6, 7. Em toàn chọn cái từ mà nó đi theo cụm từ tu luôn đó cô. Rồi bây giờ đọc cái từ đó lên rồi chỉ cho cô là nó nằm ở cái dòng nào trong cái bài đọc. Dạ vâng. Dạ thưa cô, từ đầu tiên là từ to get up. Get up. Get up. 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 Get up. Get up. To get up. Ở đâu vậy? Dòng nào vậy? Cái dòng của thằng bao em thấy cái từ. Ở đâu? Không có từ chu. Get up. Ủa cái từ ghét ốc đó ở đâu vậy? Hình như có cái từ ghét ốc hả Duy? À, từ grow up đó cô. Grow up. Grow up. Ừ, grow up. Từ đúng của nó là grow up. Rồi một từ. Grow up. Có dịch luôn không cô? Ừ dịch luôn đi. Thưa cô là lớn lên. Ừ, rồi tiếp. Từ thứ hai nè. Từ thứ hai. Này, khó đi. Anh check xem. Ủa làm rồi sao giờ kêu tiền mà tiền không ra hả? Đi. Bây giờ cô muốn rồi đọc luôn đi. Dạ cô, cái từ show ở đâu, từ me around cô. Show me around. Đó. Đúng không cô? Đúng. Nghĩ nó là gì nè? Me around. Tôi xung quanh tôi. Không. Show somebody around là đưa ai đó. What? Đi một vòng nào đó mà họ chưa từng biết hay là chưa từng đến. Dạ. Ok chưa? Dạ ok. Bây giờ nốt sao ta? Thấy cái màn hình của cô rồi mà đúng không? Dạ. Rồi. Không vẽ được không? Không vẽ được.
Đây. À, biết rồi. Rồi, thấy đúng không? Thấy chữ S của ghi chưa? Dạ, rồi. Hơi xấu xíu, ráng nha. Dạ. So, khó khăn quá. So, somebody có thể ghi tắt là SB. Dạ, somebody. Mình quá, đó, chữ này chữ around nha. Dạ. So, somebody around là đưa ai đó đến, đưa ai đó đến một nơi nào đó mà họ chưa từng biết hoặc là chưa từng đến. Ok chưa? Được, vâng. Chán luôn. Làm gì được chứ nữa này. À, được nè. Rồi. Show somebody around. Ok chưa? Dạ. Yeah. Đưa ai đó đi một vòng quanh. Rồi, thấy cái nữa không? Dạ. Yeah. Ừ. Dạ, cô từ thank so much for. Từ gì? Chỉ từ thank so much for. Thank for. Thank much. For. Rồi, thank for là gì? Thank for thôi hả cô? Thank for, thank for thôi. Cảm ơn vì điều gì đó. Ừ, cảm ơn vì điều gì đó. Rồi tiếp. Nãy là 8 từ phải không? Dạ không, có 5 từ à. 5 okay. Từ. Phải không ta? Tiếp đi. Ờ, hình như giờ còn 3 từ. Cái từ be good. Nào. Cái từ be good đó con. Ờ, thằng bao nữa. Ở dòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, dòng số 6, be good. Không nha, không phải, sai rồi. Vâng ạ, lại be good phân. Không, sai rồi. Rồi, từ tiếp đi. À, có từ off ở đây, các bạn. Từ go by go by đúng rồi. Go by nghĩa là gì? Go by nghĩa là để đi theo, đi theo. Ghé qua. Đi theo, ghé qua, ghé qua dạ. Đi theo, ghé qua, đi theo cũng đúng. Ừ. Rồi, tiếp từ tiếp. À hết rồi đúng không? Hết rồi đúng không nào? Dạ. Chắc là còn mà em tìm không ra á cô. Rồi. Cô sợ là cô sẽ bị miss từ. Rồi từ đầu tiên get over để cô giải thích rồi ha. Từ thứ hai show someone around. Từ thứ ba, go by. Từ thứ tư, thank for. Thank for. Từ thứ năm, grow up. Từ thứ... Grow up. Ừ, từ thứ sáu là set up. Ở đâu? Set up. Cô nhớ là bây giờ cô đang kiếm lại nè. You set up, có không? Đây.
Setup. Thấy chưa nào? Chưa. Đây. Ủa đâu? À. Ơi, em không nhìn qua bên kia đó, coi nhìn đúng là hàng bên này thôi à. Setup nữa. Đó. Em quên bên kia luôn. Rồi, bây giờ chúng ta còn chút thời gian. Activity hoạt động số 4 là gì nào? Hoạt động Activity 4, underline the correct particle to complete each phrasal verb. Nhiệm vụ là gạt chân giới từ thích hợp cho mỗi cụm từ sau đây. Cô lấy ví dụ. Còn phải dịch, dịch nó chứ mệt quá. Ừ, dịch nó chứ. Rồi, xong cái này cho nghỉ nè. Làm đi. Cho 6 phút. À, 6 phút nhiều quá. Khoanh thôi mà. Cho 2 phút. Với thêm 1 phút để chuẩn bị dịch nữa là 3 phút. Rồi. Sao kịp cô? 4 phút. Không trả giá. 4 phút nha. Rồi.
xong chưa nè? Ôi. Chắc chưa? Dạ, chắc. Em không cần dịch, chỉ cần đọc đáp án cho cô thôi, ngày mai rồi dịch. Em dịch được luôn á. Ok. Dạ. Rồi. Đọc đi nè. Dạ rồi cô. Một là set up. Set up. Set top. Set top. Ừ, rồi. Hai là get on. Ba là hatch off. Bốn là grow up. Grown up. Yeah. Grown up. Grown. 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 Grown up. Grown. Grown up. Sau năm là sau round. Sáu là pull down. Pull down. Dịch luôn. Dịch luôn. Tại cơ là thành phố gần đây đã thiết lập một thư viện ở ngoại ô phía Tây. Tôi không nghĩ Fred hợp với Daniel. Họ luôn tranh luận. Tiếp. Bạn nên cởi mũ ra trong rạp chiếu phim. Con cái của họ đều đã lớn và rời nhà lên thành phố làm việc. Chúng tôi đã được một sinh viên tình nguyện dẫn đi quanh thị trấn, quanh khu phố đấy. Rồi. Hội đồng thị trấn. Hội đồng thị trấn quyết định dỡ bỏ tòa nhà vì nó không an toàn. Ok, giỏi. Ok, rồi. Để bài tập của chúng ta, bài tập về nhà chúng ta ngày hôm nay là gì nè? Nào. Không biết. Cô muốn Duy đăng một bài thuyết trình lên cho cô. Khó liền. Chỉ một bài thôi, cô sẽ không yêu cầu làm gì nữa. Nhưng mà tôi cô... mới học luôn rồi cô. Nhanh mà. Một phút rồi. Không. Một phút rồi nhiều. Không được nhiều hơn luôn. 10 phút. Một phút. Rồi, bài thuyết trình nó nói về gì? Duy sống ở đâu? Duy đang ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở đâu? Ở Bình Dương. Ở Bình Dương, ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh đó hả? Không, thành phố mới luôn. Ok, rồi một phút nói về Bình Dương. Một video nói về Bình Dương. Rồi, up lên. Tối ngày mai. Sai. Ok dạ. Dạ. Một phút thôi mà. Rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Dạ. Ok chưa? Dạ, ok. Rồi ngày mai chúng ta sẽ chắc ngày mai thì chắc là cô không dạy được, cho nên là chắc sẽ có giáo viên khác dạy thay. Ok. Mai thôi, tuần sau tôi vẫn dạy. Rồi thì chắc là ngày mai sẽ làm tiếp cái phần closer loop này thôi, nhưng mà sẽ qua những cái là mình mới làm xong số 4 đúng không, thì chắc ngày mai sẽ qua số 5, số 6 rồi qua cái phần communication bên này. Dạ. Cho nên là có gì chuẩn bị trước bài. Phải qua hết đống này thì mới qua unit mới được. Cho nên là cứ chuẩn bị liên tục đi ha. Dạ. Ngày mai mà có học mà không hiểu cái gì á thì hỏi cô luôn, hỏi cô dạy luôn á. Còn dạ. Không thì ghi lại rồi tuần sau hỏi cô. Ok. Dạ. Rồi. Vậy nha, ngày mai tôi không dạy mà tôi vẫn kiểm tra bài tập về nhà đó. Đăng lên đi nha. Dạ. Rồi, bye bye, goodbye class. Goodbye teacher.